Cảm ơn quý vị đã tiếp tục đến với Cà phê Sài Gòn sáng nay. Trước chính sách đóng cửa rừng tự nhiên và cấm xuất khẩu gỗ rừng trồng của một số nước trong khu vực, các doanh nghiệp đồ gỗ Việt Nam đang lo lắng sẽ phải cạnh tranh trong thu mua nguyên liệu gay gắt hơn thời gian tới đây. Đây cũng là chủ đề được Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Việt Nam cùng một số hiệp hội gỗ địa phương đưa ra bàn luận tại hội thảo diễn biến nguồn cung nguyên liệu gỗ 2017 diễn ra vào 14 tháng 12. Theo ông Nguyễn Tôn Quyền, Phó Chủ tịch VForest, hiện nay trung bình mỗi năm các doanh nghiệp chế biến gỗ cần khoảng 29 đến 30 triệu mét khối gỗ nguyên liệu để sản xuất đồ gỗ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường trong nước và xuất khẩu. Đây là con số ước tính theo kim ngạch xuất khẩu khoảng 7 tỷ đô la Mỹ hiện nay của ngành gỗ. Còn nếu để đạt được mục tiêu kim ngạch 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 thì nguồn cung gỗ nguyên liệu sẽ phải tăng thêm 4-5 triệu mét khối mỗi năm. Trong khi đó, tổng lượng gỗ trong nước cung cấp cho chế biến gỗ tính theo năm 2016 là khoảng hơn 23 triệu mét khối. Số còn lại Việt Nam phải nhập khẩu từ các nước lân cận trong khu vực và từ các nước ôn đới khác như Canada, Mỹ, Úc, v.v. Tuy nhiên, trong năm 2015 và 2016, một loạt các quốc gia trong khu vực mà Việt Nam có quan hệ nhập khẩu nguyên liệu gỗ tốt như là Campuchia, Lào, Myanmar đã ban hành lệnh hạn chế xuất khẩu gỗ nguyên liệu. Thậm chí các nước như là Lào và Campuchia còn cấm xuất khẩu gỗ tròn và gỗ xẻ từ rừng trồng. Điều này sẽ gây khó khăn về nguồn cung nguyên liệu cho các doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ trong nước, đặc biệt là những xưởng sản xuất nhỏ phục vụ thị trường nội địa. Bên cạnh đó, chính sách đóng cửa rừng tự nhiên của Trung Quốc sẽ có hiệu lực từ năm 2017. Việc này sẽ gây thiếu hụt lớn nguồn cung nguyên liệu gỗ tại Trung Quốc. Do đó, các doanh nghiệp nước này có thể tăng cường thu mua nguyên liệu gỗ bên ngoài tại Việt Nam và ngay chính cái thị trường doanh nghiệp Việt Nam đang thu mua. Đối với Trung Quốc lâu nay thì mình nhập ít thôi, không nhiều. Nhưng mà lại có cái khác, tức là Trung Quốc hiện nay họ cấm cái xuất khẩu của họ, thì cái lượng gỗ trong nước họ dùng rất là hụt đi. Như tôi nói, cỡ khoảng hụt thì khoảng 40-45 triệu mét khối gỗ. Họ phải tung cái thế giới được. Và thế giới những cái nước mà mình cần mua thì người ta cũng mua. Đấy, tôi nói ví dụ, chúng ta hiện nay mua của Mỹ rất nhiều. Họ cũng vào Mỹ họ mua. Chúng ta mua của Canada gì họ cũng vào đấy mua. Nam Phi cũng vậy, Brazil cũng vậy, New Zealand, Úc cũng vậy. Tức là các thị trường chúng tôi đi khảo sát vừa qua là đều có thương hiệu Trung Quốc rồi. Mà họ lại rất mạnh, thực chiến họ rất mạnh. Tiềm lực lớn, rồi thương gia rất là giàu có. Và chính sách rất thông thoáng. Cho nên là doanh nghiệp Việt Nam mình không cạnh tranh được. Cho nên như vậy, tức là cái nguồn thu của chúng ta đối với các nước này hiện nay sẽ hạn chế. Và cái quan trọng hơn nó đẩy giá đấy. Tôi nói ngoái là như vậy, 38% là cái giá trị nguyên liệu nó vào sản phẩm. Hiện nay cứ có khoảng là 300 đô mà tăng lên 350 đô là chết rồi. Đấy như đây, đấy là cái thứ hai mà cho ra là cái cuốn 27 chúng tôi là khó khăn như vậy. VForest và các hiệp hội doanh nghiệp chế biến gỗ của các địa phương thống nhất kiến nghị lên cơ quan chức năng để sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn trên cho doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp ổn định nguồn cung nguyên liệu lâu dài để phát triển bền vững. Một trong các kiến nghị đó là tăng cường nguồn cung gỗ trong nước, tạo lập thị trường cho mua bán nguyên liệu gỗ tại Việt Nam, nâng cao năng lực quản trị cho doanh nghiệp để có thể tiết giảm chi phí sản xuất, tăng tính cạnh tranh. Sau thành phố Hồ Chí Minh ứng dụng mã QR để truy xuất nguồn gốc thịt heo, sắp tới đây Hà Nội cũng triển khai ứng dụng rộng rãi loại mã này để người dân thuận tiện kiểm tra nguồn gốc, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng. Hiện Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã giao Sở Công Thương và Sở Thông tin và Truyền thông triển khai sử dụng mã hình QR để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa chống gian lận thương mại. Mã hình QR sẽ xuất hiện trên tem chống giả, tem xác thực của hàng hóa. Chỉ việc quét mã QR bằng điện thoại thông minh, người tiêu dùng có thể dễ dàng biết được hàng hóa mình sắp mua có nguồn gốc từ đâu và phân biệt được hàng thật giả trên thị trường. Ngoài triển khai mã QR trên hàng hóa, thời gian tới đây, thành phố Hà Nội cũng sẽ xây dựng quy trình xác thực chống hàng giả và phổ biến rộng rãi trong cộng đồng để giải quyết phần nào tình trạng hàng lậu, hàng giả tràn lan như hiện nay. Quang Vinh xin được chuyển sang một thông tin khác. Trong cuộc họp mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các sở ngành, quận huyện và doanh nghiệp tại thành phố nghiêm túc thực hiện các giải pháp nhằm đối phó với tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng như hiện nay. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để giảm thiểu tình trạng ùn tắc nghiêm trọng trên địa bàn, 47 dự án giao thông đã được khởi công xây dựng và cố gắng hoàn thành trong năm 2017 chứ không để kéo dài. Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, trong thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải cũng cần đưa vấn đề làm lệch ca, lệch giờ ra tính toán bàn bạc và đề xuất sự đồng thuận từ các sở ngành. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, kiểm tra tình trạng bảo kê bao che, chấm dứt ngay tình trạng bến cóc xe dù. Ngoài ra cũng cần xử lý chặt chẽ các hãng taxi, tạo ra các bãi đỗ xe để taxi bớt chạy lòng vòng ngoài đường gây ra ách tắc. Thành phố cũng nên tăng cường chất lượng xe buýt, có thể xem xét tổ chức một số tuyến xe buýt miễn phí để vận động người dân sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn.
Thưa quý vị, FinTech hiểu một cách đơn giản là thuật ngữ dùng để chỉ các công ty công nghệ đang hoạt động trong lĩnh vực về tài chính với những dịch vụ như thanh toán di động, chuyển tiền, vay nợ, gây quỹ và thậm chí là cả quản lý tài sản. Với sự phổ biến ngày càng rộng rãi, các FinTech được xem là có thể cạnh tranh với một số dịch vụ của các ngân hàng truyền thống. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, nếu biết đánh giá và tận dụng tốt, ngân hàng và các FinTech có thể hợp tác để cùng phát triển thị trường. Và để thực hiện điều này thì cần những điều gì? Đâu là những vướng mắc có thể gặp phải? Dưới đây là một số ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này tại Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam 2016 vừa diễn ra. Theo kết quả khảo sát toàn cầu mới đây do công ty kiểm toán BWC thực hiện cho thấy, có tới 83% các doanh nghiệp dịch vụ tài chính truyền thống cho rằng một phần hoạt động kinh doanh của họ có nguy cơ rơi vào tay các công ty công nghệ tài chính hay còn gọi là fintech. Trong đó, những đại diện tham gia khảo sát đến từ lĩnh vực chuyển tiền và thanh toán dự đoán rằng trong 5 năm tới, họ có thể để mất 28% thị phần của mình vào tay các fintech, còn các ngân hàng thì cho rằng họ sẽ mất 24% thị phần. Với sự phát triển của công nghệ thông tin và sự phổ biến của điện thoại thông minh, công nghệ ngày càng xâm lấn vào nhiều lĩnh vực trong đời sống, và tất nhiên, lĩnh vực ngân hàng cũng không là ngoại lệ. Theo ước tính, tại Việt Nam, hiện số lượng người dùng Internet chiếm hơn một nửa dân số, và tỷ lệ người dùng điện thoại thông minh vào khoảng 45%. Tuy nhiên, hiện mức độ phủ sóng của các dịch vụ tài chính còn rất thấp, khi chỉ 30% dân số có tài khoản ngân hàng, thấp hơn rất nhiều so với con số trung bình 60% của thế giới. Và các dịch vụ ngân hàng vẫn chưa tiếp cận nhiều đến các vùng nông thôn. Vì vậy, có thể nói, lĩnh vực công nghệ tài chính, trong đó các sản phẩm cung cấp trải nghiệm ngân hàng là một hướng đi nhiều tiềm năng. Tại Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam năm 2016 vừa diễn ra, bàn về câu chuyện với những lợi ích mà công nghệ và các công ty fintech mang lại, vì sao các ngân hàng vẫn chần chừ trong việc hợp tác và triển khai để cùng nhau mở rộng thị trường. Ông Cấn Văn Lực, một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đã đưa ra một số thách thức sau. Thách thức thứ nhất, theo ông, đến từ vấn đề an ninh mạng, bảo mật thông tin và cơ sở dữ liệu khách hàng. Trên môi trường số, những thông tin này hoàn toàn có thể bị đánh cắp, và mặc dù ngân hàng không có quyền quản lý trực tiếp, nhưng ngân hàng sẽ là đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý nếu rủi ro phát sinh. Thứ hai là việc hệ thống công nghệ thông tin đôi lúc có thể bị gián đoạn, khiến cho hoạt động của ngân hàng không thông suốt. Thứ ba là thách thức về nguồn nhân lực, vì khi đó cán bộ nhân viên của ngân hàng cũng như chính khách ngân hàng đều phải hiểu biết sâu hơn về công nghệ để có thể khai thác, sử dụng và kiểm soát được các rủi ro công nghệ. Cuối cùng và cũng là quan trọng nhất là khi các ngân hàng ứng dụng công nghệ hay phát triển ngân hàng số, về cơ bản điều này đã làm thay đổi cấu trúc kinh doanh, mô hình kinh doanh và khiến cho văn hóa kinh doanh của ngân hàng cũng bị thay đổi. Khi đó, liệu ngân hàng có chấp nhận hay không? Điều này đòi hỏi sự cam kết rất quyết liệt của lãnh đạo các cấp. Rõ ràng là cái sự kết hợp giữa ngân hàng và các công ty fintech cũng rất là quan trọng. Theo cái phương thức là hợp tác để mà chia sẻ thông tin, hợp tác để mà chia sẻ công nghệ và hợp tác để mà chia sẻ nguồn lực, đặc biệt liên quan đến mạng lưới chi nhánh hoặc là nguồn nhân lực có liên quan đến công nghệ thông tin. Tuy nhiên thì nếu để làm được như vậy thì rõ ràng là nó đòi có một cái sự thống nhất của các bên với nhau, trên cơ sở là phải có hợp đồng hợp tác với nhau. Nhưng mà hợp đồng hợp tác với nhau thì cũng phải trên cơ sở là có quy định chung của nhà nước. Cho nên tôi cũng đang kiến nghị đề xuất là các cơ quan quản lý cần phải đưa ra cái hướng dẫn về quản lý rủi ro ngân hàng số, rủi ro công nghệ và đặc biệt là rủi ro của bên thứ ba. Có nghĩa là khi mà chúng ta ủy thác cho một bên thứ ba làm một phần mềm công nghệ hoặc là làm một cái phần công việc nào đó trong dịch vụ tài chính ngân hàng thì cũng phải trên cơ sở pháp lý rất là chặt chẽ. Khi mà chúng ta hợp tác với công ty fintech cũng như là chúng ta quyết định xây dựng cái ngân hàng số một cách riêng biệt, chúng ta cũng phải aware một điều là gì, cái mức độ cạnh tranh nó cũng không hề ít hơn, đúng không? Hiện nay trên thế giới người ta tính vào bất cứ thời điểm nào có khoảng 10.000 đến 12.000 các công ty fintech khác nhau. Trong đó thì một phần lớn tập trung vào các cái dịch vụ tài chính ngân hàng của retail. Thế thứ hai nữa là khi mà chúng ta hợp tác với công ty tài chính thì chúng ta nhìn thấy rằng các công ty fintech thì chúng ta nhìn thấy rằng trong số 12.000 cái doanh nghiệp này thì có lẽ là hơn 11.000 sẽ chết trong vòng 1-2 năm tới. Đó thì cái việc mà lựa chọn cách nào rồi vân vân chúng ta phải tính đến cả. Đồng quan điểm, ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam cho rằng, ngân hàng hoạt động dựa trên niềm tin của người tiêu dùng. Vì vậy, việc quản trị rủi ro luôn là yếu tố được các ngân hàng quan tâm. Đối với các ngân hàng lớn, việc ứng dụng công nghệ hay hợp tác với các fintech có thể mang lại những rủi ro lớn về mặt thông tin, tính bảo mật, tính an toàn. Đó là lý do vì sao các ngân hàng còn chần chừ.
Hiện Ngân hàng Nhà nước đã cấp giấy phép cho 16 tổ chức không phải là ngân hàng cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Những tên tuổi như PayPal, Momo, VNPT ePay, Bảo Kim, v.v. với rất nhiều những dịch vụ tiện ích như chuyển tiền, rút tiền, thanh toán trực tuyến, các giao dịch bán hàng từ thẻ điện thoại, thẻ game đến vé máy bay, vé xem phim đã thực sự minh chứng độ phủ sóng của các fintech trong đời sống của người dân. Cái khách hàng đang có ngày hôm nay chính là cái hiểu biết của khách hàng. Ngân hàng đang sở hữu rất nhiều cái dữ liệu mà của khách hàng mà tôi nghĩ tất cả các ngân hàng đều mơ ước để có được. Anh chị nhìn đơn giản nhất là Facebook chẳng hạn. Cái Facebook chỉ có được ngày hôm nay chỉ là cái cuộc sống về bên ngoài của mọi người thôi, còn tất cả những hoạt động về chi tiêu này, về thanh toán này, rồi là cách mọi người sống, đi du lịch đâu thì Facebook hoàn toàn không có cái thông tin đó. Thì ngân hàng thực ra là có rất nhiều cái thông tin này còn đang ngồi trên cái túi vàng và ngân hàng không biết tận dụng được cái lợi thế này. Thì bản thân khi các cái công nghệ mà ngồi nói chuyện với ngân hàng họ mới thấy là đây thực ra nếu mà có thể hợp tác được với nhau thì là cơ hội rất là lớn, là cái win-win solution cho ngân hàng cả hai bên. Và theo các chuyên gia, để sự hợp tác giữa ngân hàng và fintech có thể phát triển và bền vững thì cần nhiều hơn nữa những chính sách về mặt quản lý nhà nước. Chính phủ, các bộ ngành có liên quan tạo ra cái khuôn khổ pháp lý để phát triển cái dịch vụ điện tử nói chung và ngân hàng số nói riêng. Tôi lấy ví dụ là cái việc chúng ta có chấp nhận chữ ký bằng ngân hàng số hay không cũng cần phải tính toán và nghiên cứu cho phép. Hay là cái việc chúng ta sẽ quản lý những cái tài sản ảo, tiền ảo, nó như thế nào và chúng ta sẽ công nhận pháp lý các giao dịch điện tử ra làm sao. Một cái nữa là các định chế tài chính cũng cần phải có một cái sự cam kết mạnh mẽ về cả chủ trương, về cả chính sách cũng như là nguồn lực tài chính. Bàn về góc độ quản lý nhà nước, ông Hà Huy Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh, dù việc hợp tác hay phát triển có mang lại nhiều hiệu quả, tiết kiệm chi phí, mở rộng thị trường đến đâu, thì đều phải dựa trên nền tảng quan trọng là bảo vệ quyền lợi của khách hàng và an ninh tiền tệ của quốc gia. Vì vậy, bản thân các ngân hàng hay các fintech cũng cần có những trình bày kiến nghị rõ ràng để cơ quan quản lý xem xét. Vì doanh nghiệp cũng phải thông cảm với công an nhà nước là người ta phải có những cái trách nhiệm để mà giữ cái an toàn hệ thống như vậy. Thế thì cái đấy nó nói cái gì? Là rằng là nếu như chúng ta trình bày những sản phẩm mới, những cách phương thức suy nghĩ mới, thì các bạn cũng đồng thời phải nói rõ là vậy thì những vấn đề gì, thách thức đặt ra cho cơ quan nhà nước để đảm bảo được cái chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước là đảm bảo cái hệ thống tài chính này nó ổn định, đảm bảo rằng là người tiêu dùng, là những ai gửi tiền ngân hàng, chúng ta biết là trở lại cái vấn đề rất cơ bản là những người không phải nhà đầu tư chuyên nghiệp, người ta không đầu tư đâu thì người ta tiết kiệm, người ta dùng cái lãi suất ngân hàng để người ta coi như nhờ người khác đầu tư hộ. Thế thì bảo vệ cái người đấy là trách nhiệm của nhà nước. Lợi thế về hạ tầng công nghệ của các fintech cùng với uy tín và tiềm lực tài chính của các ngân hàng, chắc chắn hợp tác để cùng phát triển sẽ là hướng đi được nhiều ngân hàng lựa chọn. Và dù với hình thức nào, suy cho cùng, mục tiêu quan trọng nhất vẫn là đem đến những trải nghiệm mới, sự tiện lợi và an toàn dành cho khách hàng. Và sau đây là thông tin của thị trường chứng khoán. Sắc xanh đã trở lại với cả hai sàn chứng khoán trong phiên giao dịch ngày 14 tháng 12. Đà tăng lan tỏa trên diện rộng đã giúp cho tâm lý nhà đầu tư trở nên tích cực hơn. Sau hai phiên giảm liên tiếp, chỉ số VN Index đã lấy lại sắc xanh ngay từ đầu phiên giao dịch. Xu thế tăng của thị trường được hỗ trợ tích cực từ các cổ phiếu vốn hóa lớn như Sabeco, ROS, VCB. Trong khi đó, cổ phiếu Vinamilk vẫn duy trì đà giảm sau khi SCIC đã thực hiện bán đấu giá cổ phần. Bước sang phiên chiều, VN Index tăng tốc mạnh hơn với sắc xanh dàn trải trên toàn sàn. Đáng chú ý trong phiên là hoạt động giao dịch diễn ra vô cùng sôi động tại các cổ phiếu đầu cơ, mà đặc biệt là HQC của Hoàng Quân với khối lượng khớp tăng vọt gần 80 triệu đơn vị. Sắc xanh của chỉ số tiếp tục được củng cố nhờ vào các mã trụ cột như Masan, Bảo Việt, ROS. Khép phiên, VN Index tăng mạnh hơn 10 điểm lên mốc 665,14 điểm, thanh khoản đạt hơn 2.300 tỷ đồng, tương đương 210 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Diễn biến tại sàn Hà Nội cũng khá tích cực với sắc xanh duy trì trong suốt phiên giao dịch, các cổ phiếu chủ chốt đóng góp chính vào xu thế tăng này. Bên cạnh đó, hoạt động giao dịch cũng trở nên khởi sắc hơn. Chốt phiên, HN Index tăng gần 0,9%, đạt 78,57 điểm, khối lượng giao dịch đạt gần 46 triệu đơn vị, ứng với hơn 400 tỷ đồng. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo các bộ ngành và các địa phương nhanh chóng chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước SCIC. Việc chuyển giao này phải được thực hiện ngay trong năm 2016 và chậm nhất là sang quý 1 năm 2017. Theo phản ánh của Văn phòng Chính phủ, hiện vẫn có tình trạng một số bộ ngành chưa muốn chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước về cho Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước SCIC. Điển hình như trong thời gian vừa qua, Bộ Xây dựng đã kiến nghị lùi thời hạn chuyển giao 16 doanh nghiệp xây dựng mà Bộ đang quản lý đến sau năm 2020.
Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành địa phương nhanh chóng chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC ngay trong năm nay, hoặc chậm nhất là trong quý 1 năm 2017 phải chuyển giao. Riêng với các doanh nghiệp thuộc diện chuyển quyền đại diện sở hữu vốn nhà nước về SCIC, nhưng các bộ ngành và địa phương cùng SCIC không thống nhất được phương án chuyển giao, thì Bộ Kế hoạch Đầu tư đề xuất hướng xử lý và phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các trường hợp này. Và tiếp theo bản tin Cà phê Sài Gòn sáng nay, Quang Vinh xin mời quý vị cập nhật những tin tức đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến xây chợ đêm dọc bờ kênh Tàu Hủ Bến Nghé. Giá cho thuê mặt bằng chợ hoa Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh khoảng từ 2 đến 2,5 triệu đồng một lô.